Down there, man. Oh my God. Oh, you're able to see far away too. Look at that. Oh, right on the trees too. Oh my God. Everybody can see everything. You and I sit there and have lunch before. I know. Still there. People get off from work, man. Rush hour. A lot of rush hour now. Này là nối từ các building đó các bạn, là mùa hè mùa đông thì mình đi trong đây nó đỡ, từ building này nó nối qua building kia, nối qua cả khách sạn luôn đó, cho nên đó, nó kêu là bus 15. Qua khách sạn Delta nè, Delta Bowling. Thấy hot thì thế đó, kia là Phố Tàu đó, Phố Tàu kia. Strong. I know. Phố Tàu là kia. Phố Tàu là mấy cái nhà đỏ đỏ đó các bạn. Phố Tàu. Còn này mình đi, bây giờ mình đi uống cà phê ở khách sạn Delta. Như ở Việt Nam cũng có khách sạn Delta ở ngay chỗ đường ở trung tâm Sài Gòn, như phải vậy phải không các bạn? Đây, đó là Phố Tàu nè, đó là Phố Tàu đó. Chỉ có mấy tiệm mà nhỏ chứ không có lớn gì các bạn. Không có bằng ở bên Toronto gì. Đây là những nhà ở trên đầu. Nhà nằm trên đầu thì mất. Thank you.
bộ giáo dục, nhưng mà bây giờ nó đổi chỗ khác cho nên phá cái này. A lot of fish in here. Các bạn, hôm nay là hình mỹ thuật của thành phố. Con chim đậu trên đầu của ông này nè.